chơi bánh với mẹ con. Ừ, hôm nay con làm cho bánh với mẹ với con hả? Ừ. Hôm nay là cuối tuần đó cả nhà, nên hai mẹ con rảnh rỗi, mình làm bánh chung với Calista. Calista rất là thích làm bánh chung với mẹ, đúng không con? Con có thích làm bánh chung với mẹ không? Dạ con thích. À, để mẹ chỉ cho con làm chứ không con không biết làm nhé. Rồi, bây giờ Calista mở cái gói này ra. Dạ con. Con xé đi. Con xé cẩn thận coi chừng nó. Để mẹ giúp nha. Rồi, cái ta đổ vào đây. Rồi, đổ vô. Đổ hết rồi đây. Bây giờ mình cho bột nổi vào trong bột. Rồi, quậy lên. À, tôi đi xem mấy cái mẹ làm. Ừ, mẹ nói mẹ để con làm, con nói tiếng Việt đi. Để con làm mẹ. Ờ, làm từ từ, có chừng nó đổ ra nè. Để con mẹ phải tốt xuống. Mẹ phải tốt xuống, mẹ phải tốt xuống. Rồi, được rồi con, được rồi. Được rồi. Rồi, bây giờ mình để cái chỗ quý là có sợi sợi cơm anh em. Ừ, mình để qua một bên. Bây giờ mẹ sẽ cho cái bơ vào. Cô đi bơ. Ừ. Sẽ bơ mà là đi bơ cô đi bơ. Đúng rồi, bây giờ mẹ sẽ cho bơ vào. Pô du bơ, pô du bơ. Là sẽ có một galette pour faire pô du bơ. Ừ, các ta làm galette rồi hả? Oui, pour faire pô du bơ. Ừ. Rồi, xong mẹ sẽ cho đường vào. Ê, bà mới đi xếp. Này, mẹ làm từ từ. Dạ, các ta cho muối vào đi. À, con bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Rồi. Rất là này. Rồi, đây ta cho đường vani vào. Đường vani, à tôi đi. Con bỏ vô. Đúng chưa? Đi. Rồi, bây giờ mẹ các ta sẽ đánh cái này lên nha. Ula. Sao đây? Ula. Không sao đâu con. Không sao đâu con. Bơ nó chưa có tan đó con. Quý. Cái bơ của này mình để nó chưa có được tan lắm đó cả nhà, nên mình đánh nó hơi văng. Bây giờ mẹ sẽ cho cái sữa đó vào. Ăn có xin đi. Rồi. Lấy citronen. Đúng rồi, cho vô luôn. Cho chanh vào. Giờ mình sẽ đập trứng vô. Ui. Đập ở đây đi. À tôi đi. Con bập bập quá. Ui cái phần. Cái tay con lấy cho mẹ cái mùa xoa đi. Em mẹ lại chuỗi tay. Ui. Đây nè, đây nè, đây nè. Chỗ đó. Ui mẹ cái giả phát xẹt. Tại vì cái bánh này làm dễ lắm. Làm cỡ nào cũng thành công hết á. Anh vừa mới biết xếp. Khoan từ từ, cái ta sẽ trộn bột vô cho mẹ nghe. Cái lít xì ra xếp tất xúc. Rồi con múc vô cho đây cho mẹ đi. Múc vô. Đừng làm đổ nghe. Đẹp không cái ta? Ui. Thôi gửi được. Ui.
Rồi, được rồi con. Bây giờ mình mà đi. Bố, ở tôi đi xin lá phô lê thì sao? À, không, để lát nữa mình bỏ vô cái khuôn. Bây giờ hai mẹ con mình làm xong bột rồi, bây giờ sẽ bỏ vào khuôn nướng nha cả nhà. Ui, à, về sô cô la. Ừ, đúng rồi. Con nói con phải nói tiếng Việt chứ. Con nói đó, con sẽ làm bánh với sô cô la. Cả nhà ơi, bây giờ mình làm bột xong rồi, mình sẽ bỏ vào cái khuôn giấy này để nướng. Đó, cả tiếp tay con làm của con đi. Thôi mẹ cho cả nhà làm hết á, để mẹ bỏ bột vô đi. Bố ơi, đi chờ đưa mà mốt. Rồi con làm hết đi, mẹ cho cả nhà làm hết á. Đi chờ đưa mà mốt, bố ơi đi chờ đưa mà mốt. Sô-cô-la này á cả nhà, nếu mà mình muốn cho cái sô-cô-la này nó nổi trên mặt bánh á thì mình trộn nó với một tí bột là nó khi mình nướng nó không có bị chìm xuống. Rồi con bỏ vô đi, nhưng mà con lấy sô-cô-la thôi, con đừng lấy bột nha Carita. Nè, đó, sô-cô-la đây nè. Nhiều sô cô la này. Còn bỏ mấy cái khác nữa, bỏ mấy cái kia nữa kìa. Bỏ bên con nhiều hơn. Rồi hết rồi. Xong rồi đây cả nhà. Xong rồi cho cả nhà rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi nướng. Cả nhà ơi, mình nướng bánh chín rồi. Mình để hơi nguội, giờ mình lấy ra. Calista nó bảo coi chừng nóng. Cái này mình nướng một vỉ thứ nhất rồi. Còn vỉ thứ hai mình đang nướng ở trong lò. Nhiệt độ là 180 độ, lửa trên lửa dưới ha cả nhà. Nướng trong vòng 20 phút. Đó, để cho ông bà cô chú coi nè.
ngon lắm cả nhà, mà dễ làm lắm. Nhưng có không? Cái này mà mình có em bé làm chung với nó dễ làm mà nó thích lắm. Cơ. Rồi, con nói đi. Cảm ơn bà cô chú. Cảm ơn. Đã xem video của con. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Nếu các bạn thích video của mình, xin hãy đăng ký, like, share và comment để ủng hộ tinh thần mình nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.